từ bờ biển thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, theo hướng Đông Nam, vượt qua hơn 56 hải lý. Chúng ta sẽ bắt gặp một hòn đảo nằm giữa biển trời mênh mông với hình thù kỳ thú. Bức tranh thiên nhiên thơ mộng và hùng vĩ ấy là huyện đảo Phú Quý thuộc tỉnh Bình Thuận. Phú Quý là một huyện đảo gồm 10 hòn đảo lớn nhỏ, được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh đẹp. Ngoài sự phát triển về ngành hải sản mũi nhọn, Phú Quý còn được biết đến là một quần đảo có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái biển. Du khách đến đảo Phú Quý sẽ được đón ánh bình minh trên biển cả. Cảnh đẹp nơi này đã làm say lòng bao du khách và cũng là khơi nguồn cảm hứng thi ca. Trên đảo còn nhiều danh lam thắng cảnh độc đáo. Lần này chúng tôi đến đảo Phú Quý để tìm hiểu bộ xương cá nhà Táng khổng lồ, để biết được trước và sau khi phục dựng hiện trạng bộ cá ông này như thế nào. Cá nhà Táng là loại cá gì? Có phải đây là cá nhà Táng lớn nhất Việt Nam hay không? Chúng tôi đã quyết định tìm hiểu những bí ẩn tại đây. Vượt qua một chặng đường biển dài và vất vả, chúng tôi đã có mặt tại khu di tích lịch sử văn hóa Vạn An Thạch tại thôn Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý. Được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 1996, nơi có nhà trưng bày bộ xương cá nhà Táng thuộc loại nhất Việt Nam hiện nay. Được tận mắt chiêm ngưỡng bộ xương cá nhà Táng, còn gọi là cá voi đầu to khổng lồ, do Viện Hải Dương học Nha Trang vừa phục dựng hoàn chỉnh, là điều cực kỳ thú vị cho bất cứ ai lần đầu đến thăm đảo. Chúng tôi được ông Mai Văn Lâm, Phó Ban Quản lý Vạn An, hướng dẫn cho chúng tôi tham quan, chiêm ngưỡng bộ xương cốt của loài cá thiêng liêng này mà ngư dân vốn kính cẩn gọi là ngài hay ông. Bộ xương của ngài cá nhà Táng có chiều dài 15 mét, theo ước tính khi sống dài 17 mét, trọng lượng 50 tấn. Này đã được phục dựng công phu đến từng chi tiết. Có cả thảy 50 đốt xương, đầu của bộ xương to quá khổ và dài ngoằng, với hàm răng trắng tinh hình nón nhọn hoắt. Ngài có 20 cặp răng mọc ở hàm dưới, hàm trên không có răng. Bộ răng của ngài mỗi chiếc răng dài khoảng 15-20cm, to như búp măng nhỏ. Nằm bên cạnh ngài cá nhà Táng là 5 bộ xương cá nhỏ hơn nhiều, trông như những vị tướng hầu hạ cho ngài. Xin chào các bạn, hiện Duy Lâm đang ở khu di tích lịch sử Vạn An Thạnh thuộc thôn Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Rất may mắn Duy Lâm và ekip có dịp trò chuyện cùng với chú Mai Văn Lâm, hiện đang là phó ban quản lý khu di tích. Chú có thể chia sẻ cùng với mọi người rằng ngư dân mình đã tìm được ông như thế nào và thỉnh ông về đây như thế nào? Lần lúc đó đó thì bà con êm mùa tiết tháng 3 đó, dù bà con người ta đi câu khơi, bắt đầu bị gặp ông bè trô nôi lại linh đinh để ông bè để liếu để lâu ngày rồi đó, nhưng mà bà con đi câu khơi đó, lại gặp bắt đầu về bà con kêu hai bè xuồng ghe bắt đầu kéo về đó, kéo về tại trước đây đó, cho nên là vô đây rồi bị tán rồi bắt đầu bị ba năm bắt đầu thường ông này bè vô trong chính điện là bắt đầu bị lắp ở đó dừng ở bằng quanh vậy đó, rồi mới năm 2011 đây là bắt đầu bị viện hai dương họ vì dè vì đê là lắp dép bộ xương này trưng bày ở nhà trưng bày đây. Thì chính xác là ngư dân mình đã tìm thấy ông năm nào? Năm 1963, tháng 3 năm 63 luôn. Đây là một số hình ảnh tư liệu lúc ngài chưa được xếp. Sau 3 năm chôn cất, ngư dân Vạn An Thạch lấy xương ngải lên, hốt ngọc cốt để đưa vào tẩm thờ. Cũng do nhiều chiếc xương lớn, người ta đã phải cắt ra làm đôi, làm ba. Điều này cho các chuyên gia Viện Hải Dương học Nha Trang hết sức vất vả khi chắp ghép lại thành bộ xương hoàn chỉnh. Qua tìm hiểu của chúng tôi, thì những giá trị văn hóa dân gian truyền thống của Vạn An Thạch vốn đã có lịch sử tồn tại hơn 220 năm, là nơi có bộ sưu tập phong phú về cá voi rất giá trị trong việc nghiên cứu sinh vật biển. Đối với các nhà hải dương học, khi lưu giữ gần 100 bộ hải cốt, gồm cá voi, rùa da, được tôn thờ với những nghi thức kính cẩn. Dạ thưa chú, như vậy thì chú có thể giải thích thêm về cách bố trí của cái phòng trưng bày này, tại vì cháu thấy là có một số bộ xương cá ông chuông để xung quanh, như vậy thì có ý nghĩa gì không chú? Đó là ý nghĩa là tức giây là vì ông bè lớn đây á, dù bốn vị mà hầu bốn bên là cũng y là bồ hè của họ, bồ hè của ông bè lớn đây đó, là đây là hầu là bốn bên này, tức giây là mỗi một khi mà ông bè lớn đi á
là phải có mấy cái bộ hè nho của những binh lính của mình là bộ đội vậy, đó là của y vậy. Ở đây là tức là trưng bày mà bốn vị là cũng như là hầu ông bè lớn đây đó, nó vậy. Được biết công tác phục chế bộ xương ngài cá nhà táng và năm bộ xương cá heo, cá ông chuông trong nhà trưng bày trên đảo Phú Quý được đánh giá là hoàn chỉnh nhất. Tất cả đều do Viện Hải Dương Học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mỹ thuật Lê Vũ, Nha Trang đảm nhận từ cuối năm 2010. Đây là một trong những hạng mục quan trọng nhất trong công trình trùng tu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Vạn An Thạch, tiến tới xây dựng một viện bảo tàng biển đầu tiên của Bình Thuận trên đảo Phú Quý. Một điều cũng đáng ngưỡng mộ là Vạn An Thạch được các triều vua Nguyễn phong tặng số lượng sắc tương đối nhiều. Nội dung sắc thần chủ yếu ban tặng thần Nam Hải, cự tộc Ngọc Lân. Theo tương truyền, ngày xưa vua Gia Long có lần bị quân Tây Sơn truy đuổi. Ông đã thoát chết vì được cá voi cứu nạn qua cơn giông tố giữa biển khơi. Đó là nguyên nhân mà về sau các vua triều Nguyễn đã phong tặng cho cá voi, hay còn gọi là cá ông, tước hiệu Nam Hải cự tộc Ngọc Lân, thượng đẳng thần, và phong sắc thần thờ cúng tại Vạn An Thạch trên đảo Phú Quý. Theo tài liệu nghiên cứu ở Viện Hải Dương Học, cá nhà táng thuộc họ cá voi là loại động vật có vú, lớp mammalia, sống ở biển, có kích thước to lớn, thân nhiệt cao, thở bằng phổi, đẻ con và nuôi con bằng sữa. Cá nhà táng còn gọi là cá voi đầu to thuộc bộ cá voi. Chúng có vùng phân bố rất rộng, từ vùng xích đạo đến Bắc và Nam bán cầu, kể cả vùng biển Địa Trung Hải. Con trưởng thành thường có chiều dài 15-17 mét, nặng khoảng 45-55 tấn. Con lớn nhất được biết có chiều dài 18 mét, nặng đến 57 tấn. Loài này có thể lặn sâu đến 1.000 mét. Đã có trường hợp tìm thấy chúng lặn sâu đến 3.200 mét. Cá nhà táng có khả năng định vị bằng thính giác và âm thanh. Tuổi thọ trung bình là 50-60 tuổi. Cá nhà táng trước đây từng bị săn bắt ở một số nước để lấy dầu mỡ. Nhưng ngày nay nhiều tổ chức quốc tế kêu gọi bảo vệ loài cá voi này. Đặc biệt trong trực tràng của chúng có chất long diên hương, là hương liệu rất quý để sản xuất nước hoa cao cấp. Còn có tên gọi là cá ông chuông, vì khi cá voi lớn di chuyển thì thường có một số cá con nhỏ đi theo hộ tống. Khi phun nước chúng réo lên, tiếng kêu như chuông vang lên. Còn theo các nhà khoa học giải thích thì do cơ thể cá ông chuông có phần bụng tròn kéo dài, phần tròn nhô ra phía trước trông giống quả chuông, gọi là cá ông chuông. Nhìn kỹ bộ xương của ngài cá nhà táng ở đảo Phú Quý, chúng tôi mới so ra thấy chiều dài của ngài có ngắn hơn bộ xương cá voi lưng xám ở Vạn Thủy Tú, ở thành phố Phan Thiết, dài 22 mét, được xem là lớn nhất Việt Nam, và bộ xương cá voi lưng gù ở Bảo tàng Hải Dương Học Nha Trang, dài 18 mét. Thế nhưng, đối với các chuyên gia hải dương học, bộ xương cá voi trên đảo Phú Quý đã là thuộc dạng xương cá nhà táng lớn nhất Việt Nam hiện nay. Một điều thú vị là trên vùng biển Việt Nam hiện không có bộ xương cá nhà táng nào to lớn như bộ xương cá trên đảo Phú Quý. Các nhà khoa học của Viện Hải Dương Học Nha Trang khẳng định như vậy. Tìm hiểu về cá nhà táng để biết được niềm tin của ngư dân với vị thần biển. Cá nhà táng đối với tinh thần người dân trên đảo Phú Quý rất quan trọng. Ngài đã giúp đỡ thuyền bè đánh cá của họ vượt qua hiểm nguy. Hàng năm ở Vạn An Thạch và các vạn trài trên đảo Phú Quý đều tổ chức lễ nghinh ông vào ngày 15 tháng 10 âm lịch để tỏ lòng biết ơn vị cứu tinh của họ và cũng để cầu mong được nhiều thuận lợi và an lành khi khai thác trên biển. Có thể nói nơi đây, bảo tàng biển đầu tiên ở Việt Nam được xây dựng ngay trên đảo, nội dung đầy đủ cả hai phần, văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể, kết hợp với nhau tạo thành một bảo tàng văn hóa biển rất phong phú, đáp ứng được nhu cầu khám phá về văn hóa biển của khách du lịch.